kính thưa quý vị, đi du lịch ra nước ngoài hay về Việt Nam thăm thân nhân là một trong những nhu cầu cần thiết của người Việt chúng ta. Cũng giống như dưới đây, đó chính là làm thế nào để chúng ta vẫn giữ liên lạc khi chúng ta đang ở nước ngoài. Thông thường trước đây, quý vị phải có roaming quốc tế, nhưng mà roaming quốc tế thì cái phí rất là cao. Chính vì lẽ đó, để sử dụng chức năng Follow Me rất tiện lợi. Alo, tiếp với thằng bạn nghe. Hai anh Trí, sao anh không có chuyện với cái hợp đồng mà anh với em đã bàn qua cho em? Ôi, sorry Trâm, anh đang ở Tokyo. Sang vậy ở Nhật mà không tắt điện thoại, anh xài roaming hả? Ồ, không phải đâu Trâm, anh sử dụng chức năng Follow Me của V247 đó. Vậy làm sao mình có được cái chức năng này vậy anh? Đơn giản lắm, em chỉ cần gọi lên cho V247, cung cấp cái số điện thoại của cái nước mà gần mình sắp đến đó, là mọi thứ sẽ có V247 lo. Quý vị hãy gọi nhân viên hỗ trợ khách hàng của V247 1-888-880-8247. Khi mua trái cam, chúng ta đừng để ý sự bao vây. Kính thưa quý vị đã sử dụng và tin tưởng dầu gội đầu chống rụng tóc. Hôm nay tiến thêm một bước nữa, chúng tôi hân hạnh giới thiệu một quý vị sản phẩm mới có tên là Lover's Hero Premium, kích thích việc mọc tóc. Thưa quý vị, sau hơn 4 năm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, tổng hợp 32 loại sâm quý của Hàn Quốc trước khi tung ra thị trường đã được thử nghiệm qua rất nhiều khách hàng và kết quả thật tốt đẹp. Thưa quý vị, Lover's Hero Premium chẳng những bảo vệ mái tóc mượt mà và giúp cho mái tóc quý vị càng ngày càng dày hơn. Lover's Hair Professional trân trọng kính mời. Cách đây vài năm, tôi đã bị mất ba. Ông bị tai nạn xe. Khi tai nạn xảy ra, tôi thực sự không biết là gia đình mình sẽ sống ra sao. Làm sao để giữ được ngôi nhà, làm sao có tiền để lo tang lễ và lo cho con cái. Lúc đó tôi là sinh viên dự bị trường y khoa và rất lo lắng cho tương lai. Nhưng lúc đó tôi cũng biết được là ba của tôi có mua bảo hiểm nhân thọ. Chúng tôi đã đến văn phòng bảo hiểm Liêu Dân Lai và cô Annie Vũ đã giúp đỡ chúng tôi vượt qua mọi khó khăn. Tôi có thể tiếp tục đi học và tốt nghiệp trường y khoa. Chúng tôi giữ lại được ngôi nhà thân yêu Liêu Dân Lai đấy. Đây. Tôi có thể tiếp tục đi học và tốt nghiệp trường y khoa. Chúng tôi giữ lại được ngôi. Đến với một người cha có nhiều sự khôn ngoan và thật toàn hảo. Xin hãy gọi Annie Vũ 714-377-8700.